chúng ta sẽ cùng làm quen với hai người chơi, đó là cô Nguyễn Thị Lịch, bà trùm phường Xoan Cổ duy nhất ở vùng đất tổ. Phía bên này thì chúng ta sẽ cùng đến với nghệ nhân ưu tú Bùi Bích Thìn, mế củ Cồng Chiêng Mường. Cảm ơn các chị nhá. Chiêng này gọi là chiêng gì ạ? Chiêng bé, chiêng to, chiêng nhỡ hay là chiêng gì ạ? Đây gọi là chiêng con của trong bộ Cồng Chiêng Mường. À, chiêng con. Vâng. Thế còn các chị kia là cầm chiêng mẹ với cả chiêng bố. Vâng, báo cáo với anh là trong cái bộ cồng chiêng thì chiêng to là chiêng bố, chiêng mẹ. Vâng. Và chiêng nhỡ là chiêng của những người trung tuổi và chiêng con là em bé. Vâng, vâng. Thế sao là mế lại cầm lại thế này? Thực ra là một người rất là già và một người rất bé, cuối cùng nó vẫn trở lại một hình thái như nhau. Chương trình của chúng tôi thì chỉ mời có một người chơi thôi, nhưng mà đội của mế hôm nay là tính sơ sơ là đến 7 người. Như vậy là chúng ta vừa nghe thấy tiếng chiêng của nghệ nhân ưu tú. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếng trống của nghệ nhân nhân dân cùng với các thành viên trong câu lạc bộ hát xoan của mình ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin kính chào và kính mời quý khán giả hãy nhanh chóng trở lại tỉnh Phú Thọ chúng tôi để tìm hiểu thêm về cái loại hình nghệ thuật này, đó là hát xoan Phú Thọ. Vâng. Đây là cái hát của cái chặng hát hội, tức là hát bỏ bộ. Đây là những cái động tác để mô phỏng lên cái đời sống hiện tại của cái thời Việt cổ lúc bây giờ. Mới có khúc gạo đầu thôi thì chúng ta đã được tận hưởng những không gian văn hóa, những sắc màu văn hóa khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình và có kèm theo câu hỏi mỗi tuần một điều luật.